gì. Đó, bữa nay vô vườn anh Tý mò ốc rồi. Ốc này anh nuôi gì quan? Đâu coi coi cái ốc quấn hả? Ốc gì? Nồi. Vậy tưởng ốc đá. Ủa hả ông nhớ ông có nuôi ốc đá mà. Mấy anh sâu quá mò hai tay không được. Mò dài dài lắm kìa. Ở đâu cũng vậy chân á. Thì lặn xuống luôn. Cái lộn lặn biết nghe hơi đủ ông nội. Rồi tao dài dài qua bến tao qua cây bến gần ơi. Cửa hàng đây nhóc chưa đâu tiêu gì chạy. Khánh mở ốc đi qua mấy cây bên đó thì kìa mà mới lại còn dễ hơn cây mà cây nó mới bám lên không ngó quấn thì nó mới bám gì đó rồi kiếm hang mò tôm hay gì. Không có chắc vô hầm chồng quá. Đi vô hầm chồng nha anh ơi. Có không dám không? Má hầm chồng cá nhóc trơn anh ơi. Người rảnh quá. Cái hầm để nhóc hết trơn kiếm có vậy nè. Hầm chồng đó. Hầm chồng anh thấy nó có dèo. Đây, à, anh hai. Ốc chổng ăn được đó trời. Rồi mấy cây mít nè bao lâu rồi ta? Mấy tháng rồi mới lớn nữa hả? Làm gì đâu quầy. Bữa đó mở ở đâu? Bữa đó mở ở đâu? Mình ngắm đây nhà nước cao quá à. Rồi ai cá lóc. Đâu? Cá lóc. Rồi vô vào rồi. Được không? Cao bóng tượng không đâu. Trời bà khóc. Cá đó. Cái động. Gì? Thì để nó luôn đi. Nhảy. Nhảy cái gì nhảy? Cá bóng ơi. Nhảy gì nhỉ? Má cá đã bắt ba chữ rồi. Nhảy lấy thùng ơi. Gì? Ướt nhẹ mà. Thủng đầu. Trong đó.
nó dính cá rồi kìa. Nó kêu lấy cái thùng đà, cái thùng đào tay. Nè. Cứ quăng lên đi, hồi nãy cái này nó thủng đi, còn thùng đỏ kìa. Ờ, mở thùng đỏ đi. Thánh mò. Đó, đây là đại gia. Đại gia đang đi ra. Nay vô vườn anh Tý kiếm bậy vài con cá bóng rồi. Ê, để cái thùng nó luôn đi ha. Cầm đi nó nhảy sao. Ê, mấy con cá bóng nó ra nuôi hè thả vừa. Vô. Vô. Ừ. Cá bên kia nó thả. Cá bên kia dính cá bóng là có chuyện hay gì? Ừ. Mò cá bóng không thả lên là có mệt chứ bả. Bên kia có ấm bộm. Dạ. Yeah. Anh tắt cái quan bên kia hả gì? Anh tắt cái quan kia vậy mạnh với trời 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 trời. Ước độ. Vô ấy. Để anh tắt rồi. Có không? Đi nhanh với quan. Vườn này thấy cỏ, cỏ gì không hả quên. Cỏ này bò ăn đâu được đâu. Quá cốc rồi. Cỏ này cho dê ăn. Trời ơi, nãy vô mấy con. Ốc sâu quá sao mò. Rồi, mấy cỏ này đụ ngứa có gì không mà không quên. Cỏ này đâu có trồng gì được đâu. Ủa đâu có con gì đâu ăn. Thôi. Ừ. Mấy sâu nữa thì còn không được. Nước bữa cũng nhiều quá. Ông xịt thuốc xuống đây không? Sớm giờ bắt được mấy con đâu trời. Thấy gì mình lên clip cái này vậy mà nó nước nó chơi dưới đây nó rút lên không nổi hả ta? Cái gì? Nước nó rút lên cây nó rút nổi không? Trời, nổi nó rút. Lúc trước anh Tý anh trồng đây trồng xài không? Xài.
mít bự của đốm đó. Ừ. Vừa cái thao đó rồi. Thì thấy nắng gặp thai. Hả? Thì thấy nắng rồi. Là chờ. Lại. Má nó sẽ thâu gì thôi. Ủa cái vườn này, vườn này giáp với tới đằng vườn đằng kia không? Gần quá. Hàng cá lóc hả? Ủa cái máy anh tí anh chạy một lần mà tứ ba này cái một không được hả ta? Nó không không nổi hả? Chạy cái lớn thì hao dầu ha. Chứ hồi có cái hàng nào tin thôi thằng kia kìa gã thôi sao thằng kia bắt cá lô cái nhiều vậy hàng ít luôn thằng kia vườn lâu hơn vườn này hả thằng kia vườn lâu hơn vườn đường này hả cá nuôi mà hỏi vậy ông thái đó ông nuôi luôn hả ừ còn cái này anh tới không nuôi hả nuôi hoài hay nuôi mấy người hoành kia bắt có không có mua mua nó đó hả nhớ cái vườn anh tí nữa vườn này 20 công đất không trời 15 ừ. Má nó mới đụng đuôi cá lồng cái gì cá trong đây ăn mới ngon nè thịt chắc ừ đợt tao không kia thiệt cá thôi đụng má không nào không cần cái gì anh tí cho sẹt hả một cái xuồng ha
tao nó chở cho gặp một thùng cá trong đấy hả? Ừ, dữ vậy. Thôi ông ơi, lâu lắm rồi. Ông tím kêu vô xem cái gì? Ừ, cá trắng, cá lóc, tôm. Hai con sùm tay á. Ốc phộng gặp cái chồng. Cho anh tí này đồ nó gặp ngoài nó nới ngoài ngoài làm sinh thái cũng ngon ha Quang. Ha. Làm sinh thái á. Má không gặp gì tao ông nội. Không có cá. Có cây không có ốc. Quá cọc. Cái cục đỏ quá không đó. Gì? Cái cục đỏ không đó. Vậy là cái này anh trồng được sao? Mít rồi cục đỏ là mấy cây này không hả? Ừ. May luôn. Ôm cá lóc những ký vô mẹ rồi. Ủa rồi bữa hổm nhớ ông nói ông nuôi ốc nào trong vèo mà gì? Ông nuôi ốc gì trong vèo hả? Trống á. Trong 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 vườn trống hả? Vô tới trong trỏng liền quầy không có thôi vậy. Này thất thu rồi. Vô cái bóng thân vô cái lắc. Nè má, ăn rớt luôn. Hết rồi ông ơi. Ha. Ủa mới hầm này mà nuôi cá cha ngon dữ vậy trời. Nuôi cá trắng. Nước vô ra nè. Cá trắng hết trơn á. Cá rô phi. Bị dính. Hầm này thấy gì cá trắng nhiều lắm ba. Nước này cá trắng là ngon. Anh đem vô đây anh đem con cái ghế một à. Nhiều quá có khách ngồi à. Trời trời ủ má tôm trời. Gì? Tôm hứa già. Đâu? Vô rồi vô rồi. Lấy cái thùng. Từ 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 từ. Trời đã. Dục con đây luôn nè. Ờ, anh tôm càng xanh mở lên tới ơi. Đây. Sướng. Ui da. À, anh tôm cành xanh bự anh kia tới. Lấy thùng. Này đưa cầm luôn cho.
Chỗ cao cao lên. Không á. Rồi. Quá con tôm luôn. Quá. Ôi da. Kêu đấy cái thùng. Ai mở cho mày. Ôi da. Ôi da. Rồi buông lên. Kêu đấy cái thùng. Ở trong này sao có tôm nữa trời. Không có trời. Xong nó vô á. Á, đừng có càng thứ già. Ai à? Nhỏ nè. Dạ. Thằng dạy xe đạp thôi. Ồ, con tôm này dữ à. Bữa nay hên giờ cuối, giống như con ốc mới nãy vậy. Tính bỏ cuộc. Cái khơi quá ông nội. Ê, Phương. Mình tay. Ủa không dạ, vô đây có dính con tôm giống gì không? Má ở cặp đã, còn con nữa nằm đâu mà. Gì hả? Mình thường nó ở cặp hay gì? Ừ. Con này con đực con cát đã. Nãy anh tôm này dễ khắc. Biến chứng càng anh. Nãy. Tao biết bắt, tao biết bắt chứ. Anh kêu gì? Nữa. Má mà nó kẹp cái muốn chết tay vậy trời. À. Nè, lủng cái tay luôn nè. Thối nữa. Có ông bơm không? Đấy. Cái gì? Có ông bơm đây không? Hả? Có cái ống bơm ở đây không? Có. Má trời chạy nè, để vô. Mà nó kẹp tiếng ngắt nó luôn sao? Ôi bọc đi. Ôi đây là cái dĩ đâm đó hả? Dạ, xương cá. Mát muốn chết, lạnh.